Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều hôm nay vào lúc 1 giờ là lễ cung nghinh di ảnh cổ hòa thượng Bổn Sư Ân Sư của chúng con về thăm viếng tại Tổ Đình Thiền Tôn. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý liệt vị, gần 40 năm xa quê lưu lạc nơi xứ người để đem đạo nhiệm màu đến một vùng đất mới với tâm nguyện hoằng pháp vi gia bù, lời sanh vi bản hoại, thầy của chúng con đã cố gắng hết sức bằng tất cả tấm lòng của mình để triển dương đạo pháp, và trong đó ngôi Tổ Đình Thiền Tôn, một nơi mà thầy của chúng con đã xuất thân để có được ngày hôm nay. Trong tâm nguyện đó xây dựng chùa Thiền Tôn vẫn chưa thỏa lòng mong ước, mà thầy của chúng con đã cố gắng xây dựng ngôi Tổ Đình Thiền Tôn hải ngoại để báo đáp thâm ơn. Trong tâm nguyện đó, Phật sự chưa thuần nhưng huyền thân đã tạm xả, chúng con biết rằng trong nỗi ưu tư cho tất cả đàn hầu học của chúng con, chính vì vậy mà trong những giờ phút xả bảo an tường, thầy của chúng con vẫn còn bao niềm trăn trở. Tuy nhiên hôm nay đây có sự hiện diện của tông môn pháp phái của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, các ngài đã đại vị cho thầy của chúng con. Giờ phút này đây xin quý ngài hoan hỷ tác pháp để cung nghênh diện của thầy chúng con về tại Tổ Đình Thiền Tôn hải ngoại. Lần cuối cùng thầy chúng con được phép thăm lại ngôi già Lam Thánh Tích, một ước nguyện trọn đời thầy của chúng con. Xin đảnh lễ cung thỉnh quý ngài và kính mời tất cả quý Phật tử vào phía trước giác linh đài để cử hành nghi thức cung nghênh diện quang lâm thăm viếng tại Tổ Đình Thiền Tôn hải ngoại. Thank you.
Đưa ra. Trang ơi. Long phần chư thiên hộ
pháp gia hộ cho tâm người hòa thuận, được sớm thành tựu một ngôi tổ đình và tam ổn này. Một lần nữa chúng con thành nguyện tam bảo gia hộ và đóng thần pháp gia hộ tâm nguyện hòa thuận, con sớm rồi em mới tên cái tượng đài à, là để hình đó hả ta? Thì dưới này là mình để có thể để thêm thờ từ gì thế được à. Bởi vì cái tầng dưới mà cái là giống cái hầm á nên đây là cũng chắc nên đây là một trong những cái công trình mà ông tâm huyết cuối đời đấy, bởi vì thấy rằng là nếu như mà mình làm tổng thể á thì làm không nổi, nhưng mà trước hết là định vị cái vị trí tượng đài là nằm trong cái mô hình một cái trục của chùa đó, cái trục thẳng từ đỉnh của chùa ra suốt phía sau. Yeah. Trên cái trục đó đó nó có rất nhiều cái tượng đài khác nhau. Yeah. Để biểu tượng cho cái nền văn hóa của Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng. Thì ngang đây là cái trọng tâm là cái tượng đài A Di Đà. Yeah. Đã nằm trong mô hình. Yeah. Thì mô hình này là mô hình thầy vẽ cho ông mà. Cho nên là các cái tượng khác chưa làm được, nhưng mà tượng đài về A Di Đà là ông tâm nguyện ông làm trước năm trước để kịp thời để mình viên tịch đó, mà cũng phù hợp với tâm nguyện để mà về cảnh giới an vui của Phật A Di Đà đó. 3 tháng trước là thầy lên thầy làm lễ động thổ trên này với mấy sư đó, và con thấy bữa đó đi vòng làm lễ mà con không biết là ngay đây. Cho nên thầy làm vất vả còn bao la rồi. Tên là tượng Phật đứng lên đây lớn, và tại sao cao lên nữa? Tức là cái tượng Phật cao lên là 10 mét. Tại vì cái tờ giấy để là tượng Phật mà làm cái chân thì thành 18 mét. Thì cái 10 mét để 2 mét. Cái tường là 8 mét, cho nên là dưới này là thêm hình như 8 mét nữa thôi. Để những cái hình tờ giấy cái tường 8 mét mà làm xong thì thành 18 mét. 18 mét là cái này đấy. Là cái chân công thế này chân luôn. Cái chân là 10 mét. Cái chân 10 mét. Cái tường 8 mét là quá cao rồi. Nếu mình đứng tuốt ở dưới này ha. Cho nên mình lên đây, cái cây này là nó đang đứng choán cái mặt tiền, mà dời thì uổng, bởi vì đấy không có cây nữa. Cây này nhỏ xíu rồi, đâu có đâu thầy. Bởi mình trồng lại thôi. Mình trồng lại đi hả? Giờ mình muốn ra rồi mình bây làm giờ đó, để mình huy động Phật tử. Khi mình lấy cái mô hình rồi đó, thì mình huy động Phật tử đó là mỗi người trồng một cây kỷ niệm. Yeah. Hay là một người trồng 10 cây gì đó, để mình trở thành cái rừng ở đây. Đại Tùng Lâm mà. Thì trước mắt đó, là mình có thể có bóng mát, có cây cối, cắm trại được, để cho các đơn vị gia đình Phật tử hay là các chùa hoặc là cái thanh niên ở ngoài đó, để mùa hè họ có thể vào đây để sinh hoạt, thuê mướn để họ sinh hoạt cắm trại, họ thường hay thì mình tạo cảnh quan đó, là để sử dụng cho cái việc là tập trung để mà sinh hoạt cắm trại.
tạo thêm cái sinh khí cho cái khu đất của mình, khu vực của mình. Con có hứa với thầy là con thích mấy cây anh đào, thầy nói cứ vậy nên mình chặt đều, con đem anh đào mình chặt. Anh đào bổ quý à, bự lắm. Cho nên quý vị cứ lên cái tâm nguyện trước, rồi mình lên cái quy hoạch tổng thể về trước hết là trồng cây. Còn cái chuyện mà có tá về mà xây dựng lớn ấy, thì mình cứ từ từ khi có một cây cối rồi mà quy hoạch mà đâu ra đó, có đường có xá rồi có khuôn viên rõ ràng rồi đó, thì việc các cái tượng đài hay là các cái công trình hoặc là tiểu cảnh các thứ đến sau. Ông thấy ấy, là ông có một tâm nguyện là muốn làm nhanh cho nên ông đi những công trình lớn trước, mà chính những cái trở lớn đó nó làm cho mình bị thu hút vào đó mà mình chưa đủ cả khả năng để chuẩn bị. Thành thử bây giờ mình làm ngược lại là mình xây dựng cơ sở trước, hạ tầng trước, đó, quy hoạch đường xã, những cái đó nó dễ lắm. Mình chưa phải là cản nhựa đó gì, nhưng mà mình tạo thành những cái đường nét rồi trồng cây lên. Bây giờ một cái đường đất nhưng hai bên có hai dàn cây, mình có thể đi thiền hành một cách thoải mái thì trong tầm tay. Thầy nghĩ rằng các Phật tử có thể hỗ trợ được cái đó, mỗi người mà trồng vài chục cây hay là một cái khu vực, ví dụ khu vực đó là để dành cho Phật tử pháp danh gì đó, đóng cái bảng để đó, đó. Và bữa sau này lên là thấy ngay khu vườn của mình, khu vườn của mình rồi. Rồi khi đó mình sẽ tính toán những cái lớn hơn, nhưng mà trước hết là phải có cơ sở mặt bằng. Trước thầy trồng thì mấy cây thông á, ngay ở trước cửa chùa á, bên phía bên hông. Nhưng mà nếu giờ mình trồng cây mà thầy nói theo công viên là trồng cái khu nào thầy? Tức là quy hoạch tổng thể. Là nguyên cái khu nào? Hay nói chung là tổng thể. Tổng thể. Thì khu vực mình phải sử dụng là mình sử dụng là bao nhiêu cái đất dành cho việc mà quy hoạch cái khu vực của chùa. Rồi đất còn lại mình làm tham làm gì đó để riêng. Mình không đừng có dính vô quá, mình ham quá, mình sẽ bị làm rồng quá, mình sẽ với không tới và mình bị loạn, mình chịu không nổi cái vấn đề là mình phun, gọi là mình làm cái phun là mệt lắm. Mình cần phải làm từng đoạn. Nhưng mà thầy nghĩ rằng là cái đầu tiên là cần phải quy hoạch cái khu vực nào trồng cây, làm đường ở đâu, cây ở đâu. Cái này ông về Việt Nam còn đã nhờ thầy rồi. Bởi vì thầy là có cái thiền viện ở tại Củ Chi. Thầy là chùa thầy ở tại Tân Tân Bình, nhưng mà thầy có làm một cái thiền viện ở tại Củ Chi thì đất cũng mẫu rưỡi đó. Thì ông về ông đó, ông nằm đó một tuần lễ thì ông thấy thầy làm nào là có ao hồ, có núi đồi, có đường đi, rồi có bóng mát cây, đi trên hành thoải mái. Thì bắt đầu ông mê rồi, ông nói bây giờ sư huynh ấy, là phải qua Canada và chỉ cho tôi chỗ nào đào hồ. Thì ông tính xách xe ông đào luôn. Đào chỗ nào đào hồ đắp rồi đấy mà, đào móc đất lên đắp đồi, thì trên đồi dưới hồ, thì ông tính làm luôn á. Để tôi nói thôi được, để có dịp chứ bây giờ mà đâu có rảnh đâu đi. Đây dịp này là dịp đó. Dịp này chính là ông đi mất bây giờ mình chụp ngóc mình đó. Cho nên qua đây là coi lại cái bản đồ, coi lại cái bản vẽ, mà chưa thấy cái bản vẽ, chưa thấy cái bản đất đai này. chưa thấy cái mô hình vẽ đó là của kiến trúc sư Việt Nam, đó là mô hình cái vẽ đó thôi, cho con cái khu đất ấy, để mình phải nhìn trên bản đồ để bắt đầu mình mới có thể là chiết xuất nó ra. Tức là khu vực nội gọi là nội từ, khu vực ngoài là để tham quan du lịch, còn nội là để phục vụ cho việc tu hành sinh hoạt của tăng ni và Phật tử. Rồi bên ngoài là dành cho các sinh hoạt vui chơi giải trí, cắm trại các thứ, camping là các thứ nhé, thoải mái. Thì mình tính toán từ khu như vậy, nó vui như vậy, cho nên đó là vấn đề mà rồi khổ. Ông biểu quá, mà qua chưa kịp ông đi mất, khổ. Ông nói qua, bây giờ riêng phải qua. Mà mình thì ngổn ngang lắm. Bên thầy cũng phải đang làm rồi cùng tổ chức các chương trình tu, cho nên mình phải có mặt để hướng dẫn từ từ tu tập. Mà thầy thích nhất là đi thiền hành. Đi thiền hành hay lắm, sẽ có lào tạo những con đường, có bóng cây rồi mình đi với nhau trong sự tĩnh lặng, thư giãn, thân thả, cuộc đời khỏe lắm. Nó tạo cho mình sức lực để mình nuôi dưỡng cái tâm linh. Bây giờ mình ngồi già rồi mà ngồi thiền nhiều thì cũng ngồi chút chân. Cho nên mình có phương pháp là thầy có phương pháp là thiền hành, gọi là thiền đi, thiền đứng, thiền nằm. Mà chỉ như thiền ngồi là căn bản, nhưng mà thiền đi thiền đứng thiền nằm bà gái. Đó. Thì đang đi cái mình kiếm cái chỗ mình nằm. Bây giờ cái người
khi người nào già quá thì mình đi tới một khu vực đó thì nó sẽ có một dãy ghế để mình ngồi. Nhưng mà mình vẫn thiền. Mình ngồi xuống đó mình thở. Rồi mình chú tâm nhẹ nhàng, phải không? Rồi mình xong rồi mình đi. Rồi có thể tới một khu vực nào đó mình hết hơi rồi mình nằm. Đúng không? Dạ trẻ lắng bé cũng thiền được. Dạ, đều được hết, dạ, đều được hết. Còn pháp môn mới mà chưa ra đó là thiền chạy. Thì đó là dành cho những người chuyên gia chạy ngoài đường.